Cặp du khách chia sẻ những trải nghiệm điên rồ nên thử khi tới Việt Nam. Trải qua một tháng dài ở Việt Nam, cặp đôi du khách nước ngoài đã có những trải nghiệm đầy màu sắc tại nhiều tỉnh thành trên đất nước này. Họ đã được khám phá những điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An và thậm chí là các vùng đất hoang sơ và thôn quê xinh đẹp của Việt Nam. Qua những chuyến đi này, cặp đôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ và tạo ra những kỷ niệm vô cùng ý nghĩa trong hành trình khám phá đất nước Việt Nam của mình. Cùng tìm hiểu thêm về những trải nghiệm thú vị của họ trong suốt tháng dài ở Việt Nam qua video này nhé! Là mảnh đất nhiệt đới với cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đa dạng thú vị, thực tế Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của cặp đôi khi họ quyết định du lịch trong suốt 100 ngày. Bên cạnh Thái Lan hay Bali, Indonesia, họ dành một tháng cùng 8 tỉnh, thành phố nổi tiếng ở Việt Nam. Trong suốt quãng thời gian đó, họ vô cùng ấn tượng và đã đưa ra 8 trải nghiệm nên thử. 1. Trượt cát ở Mũi Né. Với trượt cát, du khách có thể thuê ván trượt hoặc tấm trượt với mức giá 20.000 đồng. Ngồi trên tấm ván, du khách sẽ được thả mình từ trên độ cao xuống thấp dần. Đồi càng cao thì trải nghiệm lại trở nên càng thú vị. Còn đối với chạy mô tô trên cát, du khách có thể tự mình lái chiếc xe địa hình 4 bánh đi khắp đồi cát mênh mông. Nếu là một tín đồ của sự khám phá mạo hiểm, hai trải nghiệm trên thực sự không thể bỏ lỡ khi tới Mũi Né. Với nhóm gia đình đông người có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi, du khách có thể tham khảo dịch vụ thuê xe Jeep, tức một chiếc xe ô tô bán tải, chở được nhiều người hơn và có phần kém mạo hiểm hơn so với trượt cát hay lái xe mô tô. 2. Trượt máng xuyên rừng ở Đà Lạt. Khác với vẻ mộng mơ thường thấy của thành phố ngàn hoa, ở Đà Lạt cũng có những khu du lịch với những trò chơi mạo hiểm ngoài trời không kém phần thú vị. Nổi bật và hiện cũng đang thu hút đông đảo du khách chính là khu du lịch Thác Đa Tàn La, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km ở quốc lộ 20, đèo Brent, phường 3 thành phố Đà Lạt. Cũng chính ở đây có hệ thống máng trượt ngoài trời xuyên rừng dài nhất Đông Nam Á, với tổng thể chiều dài khứ hồi là 2,4 km. 3. Ngắm đèn lồng ở Hội An. Đến Hội An, cặp du khách nước ngoài gợi ý chắc chắn không nên bỏ lỡ hình ảnh Hội An về đêm khi phố cổ ngập tràn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng. Nó cũng được coi là một biểu tượng của nét đẹp truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc nơi đây. Không chỉ có thể ngắm, du khách đi du lịch Hội An cũng có thể mua những chiếc đèn lồng về làm quà cho gia đình, bạn bè hay những người mình yêu quý. 4. Đi thuyền thúng ở Hội An. Trong suốt hành trình, du khách có thể lựa chọn tham gia hoạt động múa thúng vô cùng đặc sắc và thú vị. Nhiều du khách từng trải nghiệm nhận xét rằng trải nghiệm này chỉ có ở Việt Nam, nó thực sự hấp dẫn và điên rồ. TripAdvisor cũng từng ghi nhận, đi thuyền thúng nói chung hay múa thúng nói riêng ở rừng dừa Bảy Mẫu là những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất khi tới Hội An. 5. Đi cáp treo lên Bà Nà Hills. Từ trên cabin, du khách có thể ngắm toàn cảnh Bà Nà bên dưới. Những rừng cây xanh ngát, con suối trắng xóa hay những khóm hoa đỗ quyên, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến kinh ngạc. Vào những ngày nhiều mây, du khách còn có thể thấy những làn mây mỏng vờn trước mặt, tạo nên khung cảnh mơ mơ ảo ảo tựa tiên cảnh. Khi tới đỉnh Bà Nà, bên cạnh những công trình kiến trúc đậm chất Pháp, những trò chơi thú vị trong khu vui chơi hay ngôi chùa linh ứng với bức tượng Phật khổng lồ, du khách chắc chắn cũng không được bỏ qua cây cầu vàng, nơi được coi là biểu tượng mới của Bà Nà Hill, cũng như thành phố Đà Nẵng. 6. Chèo thuyền kayak ở Vịnh Hạ Long. Được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới bởi UNESCO vào năm 2009. Cho tới nay, Vịnh Hạ Long vẫn là điểm đến du lịch không chỉ hấp dẫn với du khách nước ngoài mà còn với du khách trong nước. Được đánh giá là sở hữu dòng nước lặng sóng, Vịnh Hạ Long là địa điểm lý tưởng đến tham gia bộ môn chèo thuyền kayak. Tự mình nắm vững tay chèo, đi qua từng hang động, từng mỏm đá nơi đây sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Ngoài ra, du khách cũng có thể kết hợp với những chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền. Thuyền trôi chậm lững lờ trên mặt nước sẽ giúp du khách có nhiều thời gian hơn để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của di sản thiên nhiên này. 7. Uống cà phê ở Hà Nội. Nếu nhắc về món ăn Việt Nam nổi tiếng hay phổ biến nhất trong mắt các khách du lịch nước ngoài và bạn bè quốc tế, chắc chắn đó chính là phở. Ở phương diện thức uống, chắc chắn chính là cà phê. Chính vì vậy, cặp đôi người nước ngoài chắc chắn không thể bỏ lỡ trải nghiệm này và địa điểm họ cảm thấy uống cà phê ngon là ở thủ đô Hà Nội. Cà phê Việt có nhiều loại, từ cà phê đen pha vin nguyên bản, cà phê sữa đá, cà phê trứng hay cà phê muối. Mỗi loại lại đem đến hương vị vô cùng đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các du khách. Sau một tháng dài khám phá đất nước Việt Nam, cặp đôi du khách nước ngoài đã có một hành trình đáng nhớ và tuyệt vời. Họ đã được trải nghiệm những địa điểm du lịch nổi tiếng, cùng những vùng đất hoang sơ và thôn quê yên bình của Việt Nam. Từ trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, đến những khu di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cặp đôi đã tận hưởng một chuyến đi đầy ý nghĩa. Cuối cùng, cặp đôi du khách nước ngoài đã tạo ra một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời họ. Họ đã không chỉ khám phá được vẻ đẹp của Việt Nam mà còn trải nghiệm một phần của cuộc sống người dân địa phương. Chúng ta hy vọng rằng
những trải nghiệm thú vị của họ sẽ giúp các bạn du lịch có thêm động lực để khám phá đất nước Việt Nam thêm một lần nữa.